Hôm nay sẽ nói về ba reason to move to open ROS, là ba lý do để chuyển sang sử dụng open ROS thay vì dùng SQL 3D. Bài viết này là của trang Envision Case Partner của Penley và Autodesk. Ba lý do thứ nhất, design intent, thiết kế theo mối quan hệ giữa các đối tượng. Khi đối tượng chính thay đổi, các đối tượng còn lại sẽ cập nhật theo. Lý do thứ hai, dynamic modeling, tắt dọc, tắt ngang, mở bằng cửa sổ mới, tắt ngang thì xem dynamic qua từng mặt cắt, giúp xem từng mặt cắt ngang để tối ưu phương án. Reason 3, SQL Shell, tái sử dụng design intent. Đây là ba lý do mà để người ta chuyển đổi từ thiết kế cũ sang Open ROS. Dynamic modeling thì gồm có profile, cross section, SQL cell. Các bạn đọc thêm ở trang trainingsql.com.